Chào các bạn, trong bài học này thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lệnh Gradient Overlay. Đầu tiên, để bắt đầu, chúng ta lại tiếp tục kích vào chữ FX hay là biểu tượng FX trên layer của chúng ta. Sau đó chúng ta cùng lựa chọn cái giá trị là Gradient Overlay. Ở đây chúng ta có một chút lưu ý trong cái việc bố trí các cái lệnh tô màu như Color Overlay, Gradient Overlay. Đó là Photoshop sẽ ưu tiên hiển thị các cái giá trị màu tô này theo đúng trật tự mà nó sắp xếp trên bảng Layer Style của chúng ta. Nếu như bạn chọn Color Overlay thì cái lệnh Color Overlay sẽ đè lên cái lệnh Gradient Overlay. Chính vì thế nếu như bạn sử dụng đồng thời cả hai giá trị này thì màu Color Overlay nằm bên trên nó sẽ che mất màu Gradient Overlay nằm bên dưới. Nếu như chúng ta không tạo ra sự hòa trộn nào cả thì hai màu nó sẽ che mất nhau. Cho nên nếu để nhìn thấy Gradient Overlay thì chúng ta phải tắt cái bảng Color Overlay đi. Bây giờ mình sẽ chọn vào Gradient Overlay và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và làm quen với cách pha màu trên bảng Gradient này. Các bạn có chế độ Blending Mode giống như tất cả những thứ mà chúng ta đã tìm hiểu trong bảng Layer Style. Chúng ta có Opacity để điều chỉnh cái độ trong suốt cũng như là độ mờ đục của cái giá trị màu tô Gradient đó. Bây giờ phần quan trọng nhất là các bạn click con chuột vào cái giải màu Gradient này. Chúng ta sẽ có một cái bảng Gradient Editor. Nó tương đương với việc bạn có thể biên tập cái giải Gradient Editor đó ở trong cái công cụ Gradient khi ta sử dụng nó ở ngoài thanh công cụ. Sau khi bạn mở cái bảng này ra rồi thì ở đây chương trình đã tạo sẵn cho bạn một số các cái tình huống về màu Gradient. Chúng ta có thể click con chuột vào đó để sở hữu các cái màu đó. Mình sẽ ví dụ với một tình huống là chúng ta sẽ có cái màu đỏ chuyển sang xanh như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ sau khi lựa chọn nó xong thì ở phía bên dưới các bạn sẽ tiến hành biên tập cái màu Gradient đó bằng cách là bạn nhìn trên giải Gradient này, chúng ta sẽ có những cái nó gọi là Stop Color nằm ở đây. Mỗi một cái color stop này thì cho phép bạn sẽ đặt lên trên đó một màu trong cái giải gradient phối hợp giữa các màu với nhau. Muốn thêm vào một cái stop color thì bạn click con chuột lên cái vị trí trống ở phía bên dưới cái thanh gradient đó. Muốn loại bớt cái màu này đi hay là muốn loại bớt color stop này đi, bạn đặt con chuột lên đó và nhấp dê chuột trái, ta kéo nó ra phía bên ngoài. Muốn dịch chuyển ta có thể kéo di nó. Ở giữa cứ hai cái color stop sẽ có một cái location, một cái chấm hình quả chám nằm ở phía giữa. Bạn nhìn thấy khi ta chọn nó thì chức năng location ở đây nó sẽ được bôi đen vào. Bây giờ ta kéo thằng đó, bạn sẽ thay đổi được cái vị trí tương đối giữa hai vùng màu gradient của chúng ta. Ta có thể kéo nó để dịch chuyển đến các vị trí mới. Trong quá trình biên tập cái giải gradient này, để có thể copy một cái stop color thì bạn giữ phím Alt, sau đó bạn kéo cái điểm stop color đó đến vị trí mới. Vậy là ta đã tạo ra một cái mới. Bạn kích đúp vào nó, ta có thể lựa chọn màu trên bảng màu hiển thị ra để tạo ra cái màu mới cho cái màu stop color của chúng ta ở đó. Bạn cũng có thể tạo ra những cái kỹ xảo về tô màu bằng cách là chúng ta sẽ đặt hai cái điểm màu đó với hai giá trị khác nhau, nhưng mà bây giờ ta sẽ cho cái giới hạn của nó nằm sát vào nhau như thế này thì bạn sẽ tạo ra một cái sự chuyển tiếp theo một đường thẳng, thay vì nó sẽ lan tỏa theo nhau theo một cái phần giải màu là chuyển tiếp từ màu này sang màu kia. Bạn tô kéo dịch hai cái màu đó vào nhau thì đây là một cái phần kỹ xảo đang rất hay dùng trong quá trình là biên tập màu gradient để tạo ra những cái hiệu ứng tô màu trên các cái layer hình ảnh của chúng ta. Sau khi mà bạn biên tập cái màu ở trên cái giải gradient này xong thì bây giờ bạn có thể điều chỉnh hay là sử dụng các cái cấu trúc gradient ở trên cái bảng gradient overlay. Bạn ấn OK ở đây đã. Bây giờ khi vào đây thì bạn nhìn thấy là ta có thêm một số các cái điều chỉnh style như là linear, bạn sẽ tô theo đường thẳng. Gradient, bạn sẽ tô theo dạng hình tròn. Tiếp đó là angle, là nó xoay theo một cái hình chóp có tâm như này. Và reflect thì nó sẽ tô đảo chiều nhau giống như là phản chiếu, và diamond là sẽ tô theo đường xoắn có tâm nhưng mà là hình diamond. Ở đây mình sẽ sử dụng một cấu trúc tô là linear và sau đó ta sẽ kéo cái angle ở đây. Bạn thấy hướng của góc màu tô nó sẽ được điều chỉnh. Để cho nó dễ nhìn hơn, mình sẽ kéo và điều chỉnh lại cái vùng màu ở chỗ này xong cho nó hợp lý. Ta lại ấn OK. Mình có thể thay đổi cái tỷ lệ của cái giải gradient này bằng cách kéo cái thanh trượt scale. Bạn thấy các cái vùng mà chuyển tiếp sang nhau nó sẽ được mở rộng ra hay là nó thu hẹp lại, làm cho các cái vùng màu nó được thu hẹp lại trong một phần tỷ lệ rất là gần nhau, tức là rất là nhỏ như này. Đương nhiên là tính từ điểm đầu tới điểm cuối thì hai cái màu đầu tiên đỏ và xanh nó sẽ được sử dụng nhiều nhất, bởi vì là toàn bộ những cái màu bên trong bây giờ đã bị thu lại do cái lệnh scale của chúng ta đã được điều chỉnh nhỏ đi. Bạn muốn rộng hai cái vùng màu bên trong nó ra thì bạn kéo lớn scale lên. Một cái thủ thuật nữa là khi mà các bạn đã có một cái vùng gradient được tạo ra với cái màu tô mà như mong muốn rồi thì bạn có thể đưa con chuột thẳng ra phía bên ngoài này và ta dịch chuyển cái vùng màu đó đến cái vị trí mà các bạn mong muốn. Bạn thấy là ta có thể kéo trực tiếp nó trên phần màn hình làm việc ở kia để thao tác nó sẽ được trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Chúng ta không phải mất công điều chỉnh nó bằng những cái công cụ khác mà chúng ta có thể kéo trực tiếp nó như thế này. Một cái thủ thuật, một cái mẹo nhỏ nữa mình muốn giới thiệu với các bạn, đối với những bạn mới làm là đôi khi chúng ta ngại hoặc là các bạn gặp một chút khó khăn nào đó trong việc sáng tạo ra những cái giải màu gradient theo ý muốn của mình.
thì chúng ta có thể sử dụng những cái thư viện mà chương trình đã tích hợp sẵn trong một cái biểu tượng setting preset nằm ở phía góc trên nhỏ nhỏ ở chỗ này, nó tương đối là khó quan sát. Các bạn thấy ở đây chương trình nó đã tạo ra cho bạn một số các cái tình huống về giải màu gradient khác nhau. Giả sử mình sẽ chọn một cái là color harmony, sau đó là thay vì ấn OK mình sẽ ấn append. Nếu mà bạn ấn OK thì nó sẽ loại bỏ đi những cái màu ở phía bên trong này và đưa nhóm màu mới vào. Bạn ấn append thì nó sẽ nhập chung cái đó vào cùng với thư viện cũ của chúng ta, và chương trình sẽ có rất nhiều các cái thư viện màu sẵn cho các bạn để các bạn có thể làm quen. Ngoài ra bạn có thể tải những cái tệp tin về màu gradient được chia sẻ sẵn ở trên mạng. Bạn có thể lên trên Google và search từ khóa là gradient for Photoshop thì bạn có thể tìm thấy rất nhiều các cái file gradient đã được chia sẻ. Bạn tải về máy tính và dùng lệnh load tìm nó trên máy tính của các bạn là ta có thể đưa nó vào trong thư viện của chúng ta ở đây. Trong cái bảng gradient này thì mình cũng giới thiệu thêm với các bạn một cái giải màu gradient khá là đặc biệt khác nữa, đó là cái giải gradient to transparency. Cái giải này thì cho phép bạn tạo ra một cái vùng màu gradient từ một cái màu nào đó tới một cái màu có giá trị là trong suốt. Để tạo được cái giải gradient từ color chuyển sang transparency này, ở đây mình sẽ lấy ví dụ với một cái vùng màu là màu đen chuyển sang trắng. Bình thường bạn sẽ thấy giải gradient của chúng ta sẽ chuyển là từ màu này sang màu kia. Nhưng bây giờ mình muốn là ở cái màu phía bên phải này, nó sẽ được chuyển sang transparency, tức là nó sẽ trở thành một cái màu trống hay là một cái vùng trống không có màu gì cả. Thì thay vì các bạn click vào color stop phía bên dưới, bạn click cho mình lên trên cái điểm màu là opacity stop ở phía bên trên. Lúc này bạn có thể làm xuất hiện cái giá trị điều chỉnh opacity trên cái bảng của chúng ta. Bạn kéo cái giá trị này nhỏ xuống, tương đương với việc bạn đang làm cho cái màu đấy nó trở nên trong suốt. Và khi bạn kéo về bằng 0 thì nó trong suốt hoàn toàn, và ta có thể tạo ra được cái màu gradient từ color chuyển sang trong suốt như vậy. Thao tác này cũng khá là dễ và đơn giản để giúp bạn có thể tạo ra cái hiệu ứng màu khá là đặc biệt trên cái giải màu gradient của chúng ta. Như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn các cái cách điều chỉnh một cái vùng màu gradient cho một cái mẫu tô màu chuyển tiếp giữa các màu với nhau để chúng ta thường sử dụng để tô màu và phối màu cho các cái layer hình ảnh của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái lệnh layer style cuối cùng là pattern overlay để giúp chúng ta có thể tạo thêm một phần hiệu ứng nữa cho các layer hình ảnh của chúng ta.